Thưa quý vị, mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Hoàng Trung, 35 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội giết người. Trước khi bị bắt, Trung là cán bộ cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng. Trước đó, sau tranh cãi về việc đậu xe, Trung lấy súng rulo bắn đạn cao su làm hai bảo vệ bị thương. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 7 năm tù đối với Trung. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021, sau khi ăn uống tại quán, Trung đi cùng chị BTTH, 36 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, ra xe ô tô đậu tại đường 30 tháng 4. Lúc này, anh Huỳnh Kim Tính, 37 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và anh Lê Trương Ngọc Hiếu, 35 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cùng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà PV Company, ra nhắc nhở về việc đậu xe ô tô chắn lối vào tầng hầm của tòa nhà. Sau nhắc nhở thì Trung và anh Tính xảy ra tranh cãi. Bực tức, Trung đến xe ô tô của mình đang đậu cách đó 15 m mở cửa lấy súng rulo bắn đạn cao su. Trung cầm súng đi khoảng 3 đến 4 m bắn chỉ thiên rồi tiếp tục tiến về hướng anh Tính và anh Hiếu đang đứng trên vỉa hè. Trung đưa súng bắn vào vùng bụng bên trái của anh Tính gây thương tích. Anh Tính, anh Hiếu cùng nhân viên bảo vệ tòa nhà lao vào lấy khẩu súng Trung đang cầm trên tay, nhưng Trung lại dùng súng bắn một phát đạn trúng vào vùng trán anh Hiếu gây thương tích. Khi anh Tính, anh Hiếu và các nhân viên khác vẫn tiếp tục lao vào dặn co với Trung để lấy khẩu súng, thì anh Lưu Quốc Cường là người quen của Trung đến căn ngăn. Trung đưa súng cho anh Cường cất giữ rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, Trung mang súng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu giao nộp và khai báo hành vi của mình. Hậu quả anh Hiếu bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài mạng cứng với tỷ lệ thương tích 16%, anh Tính thương tích 2%.